Hi, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình là huấn luyện viên yoga Đỗ Nguyệt, là nhà sáng tạo nội dung trên kênh YouTube Yoga cho người mới bắt đầu. Ngày hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi nhận được nút bạc từ YouTube. Và bây giờ các bạn sẽ cùng unbox mở hộp để xem chiếc nút bạc như thế nào nhá. Và bây giờ các bạn sẽ cùng mình unbox chiếc hộp này. Mình mới nhận được nó các bạn ạ. Và các bạn cùng mở ra chiếc hộp này cùng với mình nhé. Chiu. Như này. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Ở đây có một tấm thiệp. Rồi. Và đây đó chính là chiếc nút bạc các bạn ạ. Đây là một chiếc nút bạc YouTube. Để mình đặt gọn cái tờ giấy này xuống dưới. Đây là một chiếc nút bạc YouTube, thể hiện giá trị đó là trên kênh YouTube của mình. Trên kênh YouTube Yoga cho người bắt đầu đã có 100.000 thành viên đăng ký kênh YouTube và có rất là nhiều lượt theo dõi khác. Điều đó nói lên khi mình nhận được cái nút bạc này, mình cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy tự hào bởi những cái nỗ lực, những cái sự cố gắng của mình và cộng sự của mình đã cùng tạo nên được một cái giá trị, đó là tạo cho cộng đồng có những cái video, những bài tập rất là hay để có thể lan tỏa được những cái giá trị video về các bài tập yoga tới nhiều người. Và trên kênh YouTube Yoga cho người bắt đầu, với các video được làm từ với các video, với các nội dung yoga cho người bắt đầu, tức là nếu như bạn là một người bắt đầu đến với yoga, bạn hoàn toàn có thể tập các video ở trên kênh YouTube Yoga cho người bắt đầu. Và các video này phù hợp với những người mới bắt đầu này, phù hợp với những ai đã từng tập yoga rồi và những ai đã tập lâu năm rồi. Các bạn hoàn toàn có thể, trên kênh YouTube của mình có rất là nhiều các cái nội dung phù hợp với các bạn. Và các bạn đừng quên là tiếp tục theo dõi kênh YouTube Yoga cho người bắt đầu để có thể nhận được nhiều các giá trị video mà mình sẽ tiếp tục làm ra nhé. Rồi, và bên cạnh mình đây đó là một phần quà đến từ mạng đa kênh Meetup. Đây là một nền tảng, một team đã support, hỗ trợ cho mình trong suốt quá trình mà mình làm kênh. Những lúc kênh của mình bị hack này, những cái sự cố đến với kênh YouTube của mình thì đã được Meetup hỗ trợ mình. Và các bạn ấy cũng có gửi tặng mình một món quà ở đây. Mình sẽ cùng mở ra nhá. Rồi. Phần quà ở đây đó là một chiếc mũ các bạn ạ. Một chiếc mũ mình có thể đổi đỏ và đen rất là hợp với nhau, đúng không? Và một khăn nữa này. Khăn. Một cái khăn nữa. Ok. Mình cũng có, mình thì quàng khăn không có khéo nên mình buộc cái lên cổ thôi. Mình có thể đặt xuống. Rồi. Và tiếp theo nữa đó là một cuốn sổ và các cái miếng nhãn dán. Mình rất hào hứng với cuốn sổ và cái mũ vì mình cũng đang rất là cần nó trong quá trình mình làm việc. Và mình một lần nữa mình muốn nó, và đặc biệt mà mình muốn cảm ơn đó là tất cả các khán giả đã theo dõi kênh YouTube Yoga cho người mới bắt đầu và bạn đã luôn ủng hộ, và để đến kênh YouTube ngày hôm nay đã có một vị trí nhất định trong cộng đồng yoga Việt Nam. Và mình muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã yêu quý, yêu thương và ủng hộ mình và ủng hộ team của mình. Namaste, cảm ơn mọi người rất là nhiều.